Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm cái dây đeo khẩu trang. Trong trường hợp các bạn không mua được cái dây đeo khẩu trang như tôi đang có như thế này thì các bạn có thể tự làm nó cũng được. Đây là một mẫu dây mà tôi đã tự làm tại nhà. So sánh sự đàn hồi của dây tự làm so với cả dây có sẵn thì tôi thấy là tương đương với nhau. Đây là các mẫu khẩu trang mà tôi đã làm với dây co giãn tự làm tại nhà, không phải dây mua sẵn. Chúng có độ đàn hồi tốt và dùng khá là bền. Chúng ta cùng bắt đầu nào. Các bạn hãy tìm những cái chất liệu vải ở trong nhà ấy, quần áo cũ mà có độ co giãn tốt, đàn hồi 4 chiều. Ví dụ như là vải bơi chẳng hạn. Vải bơi là phù hợp nhất. Các bạn hãy chọn cái chiều vải nào mà có độ co giãn tốt hơn thì các bạn cắt thành những cái sợi dây có bề rộng khoảng 0,8 cm, tức là 0,3 inch. Đây tôi đang cắt rất là nhiều dây. Sau đó các bạn cắt chúng bằng nhau. Các bạn chỉ cần kéo giãn nó ra là tự cái dây nó sẽ xoắn vào nhau thành một ống tròn. Hoặc các bạn làm một khối lượng khẩu trang lớn thì các bạn có thể mua vải co giãn 4 chiều. Sau đó các bạn cắt tương tự như là tôi cắt, với bề rộng khoảng 0,8 cm, chiều dài từ khoảng 20 đến 25 cm. Đó là chiều dài trung bình của dây khẩu trang. Các bạn lại kéo giãn ra là nó đã cuộn với nhau thành ống tròn rồi. Việc cuối cùng là chỉ cần lồng dây chun vào khẩu trang là xong.